Tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, năm Mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo về, chắc chắn giàu nhanh như vũ bão. Vâng, xin được hoan hỉ chào đón quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thì thay mặt cho ban biên tập chương trình, mến chúc quý vị một ngày mới tốt lành, gặp nhiều may mắn và thành công. Thưa quý vị và các anh chị, xem tử vi cho tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong năm 2022 Nhâm Dần thì sẽ giúp cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 năm Mạng dự đoán trước được những tai ương, vận hạn có thể xảy đến với mình trong năm mới năm 2022. Cũng bởi vận khí của con người luôn luôn thay đổi, thế nên bạn cần phải nắm bắt tử vi cho tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 năm Mạng trong năm mới để có những bước đi đúng đắn nhất cho mình. Xem tử vi cho tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 năm Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần này sẽ giúp cho bạn thấy được những chi tiết về cuộc sống của mình, về các mặt như là tiền bạc, công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên gia đạo và sức khỏe. Qua đó thì có cái nhìn chi tiết và chính xác nhất về vận số của mình. Sau đây sẽ là phần luận giải lá số tử vi chi tiết nhất cho tuổi Nhâm Tuất trong năm 2022. Qua phần luận giải này thì thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra các phương pháp hóa giải về tử vi cho tuổi Nhâm Tuất. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và quan tâm theo dõi cũng như là chiêm nghiệm. Tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, năm 2022 năm Mạng rơi xuống trúng hố vàng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, năm 2022 năm Mạng có vận trình tương đối suôn sẻ nhờ sao hoa cái trợ vận, tuổi này cũng là người có năng lực tốt. Tính tình ổn trọng vững vàng nên sẽ hiếm khi để bản thân gặp nhiều rắc rối. Tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, năm 2022 năm Mạng hung cát, hung vận, phi liêm, bạch hổ, cát vận, hoa cái, tam hợp. Tổng quan tử vi. Tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, năm 2022 năm Mạng có vận trình tương đối suôn sẻ nhờ sao hoa cái trợ vận. Tuổi này cũng là những người có năng lực tốt, tính tình ổn trọng, vững vàng nên sẽ hiếm khi để cho bản thân phải gặp nhiều rắc rối. Tuy nhiên, mặc dù phần lớn các phương diện của bạn trong năm nay đều tốt nhưng tuổi này cũng không được quá xem nhẹ, đặc biệt là về sức khỏe cá nhân, bạn cần phải đề phòng ảnh hưởng của các sao hung tinh, phi liêm và bạch hổ, nên chú ý đừng để bản thân bị giới hạn trong những tình huống nguy hiểm. Có thể thấy, nhân duyên của tuổi Tuất sinh năm 1982 sẽ được cát tinh hoa cái độ mệnh. Vì thế mà bạn có thể gặp được những người giỏi giang hoặc có chức có quyền cao, phần nào hỗ trợ cho sự nghiệp phát triển. Nhờ vào vận khí tốt mà Nhâm Tuất đi đến đâu cũng được mọi người chào đón hoan nghênh, cho nên phương diện xã giao của bạn vì thế mà được mở rộng hơn nữa, càng lúc càng quen được nhiều người tốt, kết thân bạn bè trong năm nay. Trong năm 2022 Nhâm Dần, những mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Do cục diện tam hợp với thái tuế nên trong năm nay quý gia chủ sẽ được quý thần che chở và tương trợ. Bởi vậy, hãy luôn mang theo bên mình trong túi hoặc là trong ví, cũng có thể đặt sau ốp điện thoại một kim bài thái tuế để được may mắn và bình an. Sự nghiệp đánh giá năm sao. Trong năm Nhâm Dần 2022, vận trình sự nghiệp của con giáp 40 tuổi trong năm nay nhìn chung khá lạc quan. Đặc biệt, một số người tuổi Tuất tự gây dựng sự nghiệp sẽ có nhiều cơ hội về công việc của mình và bạn sẽ thường gặp được những thành quả bất ngờ trong cuộc sống. Đồng thời, những người thuộc ngành nghề khác cũng sẽ thể hiện được rất tốt ở nơi làm việc. Với sự trợ giúp của hoa cái, bạn sẽ được nhiều chuyên gia giúp đỡ và hỗ trợ, được lãnh đạo trọng dụng. Bởi vậy, hãy nắm bắt mọi cơ hội để thể hiện bản thân mình thật tốt. Tài vận đánh giá 4 sao. Đường tài lộc của những người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, năm 2022 cũng khá tốt. Nhất là về vận chính tài, chỉ khoản thu nhập chính do bản thân tạo ra. Nhờ sự nghiệp phát triển thuận lợi mà tiền lương cũng được tăng lên và chức vụ cao hơn. Không chỉ vậy, bạn còn được thần tài phù hộ và giúp đỡ về vận thiên tài, có nghĩa là chỉ khoản tiền đến nhờ may mắn trời ban, nên đầu tư sẽ thu về lợi nhuận cao. Tuy nhiên, hãy nhớ đề phòng sao bạch hổ quấy nhiễu bởi nó có thể mang đến xui xẻo, khiến cho việc làm ăn thua lỗ nghiêm trọng. Chính vì vậy, các thầy phong thủy hãy khuyên những mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo để vận trình năm được thuận lợi, hanh thông. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí của nhà Phật, khi mang theo bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng,
đồng thời hóa giải thị phi, khai sáng vận mệnh và khai mở cung tài lộc cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất. Vật phẩm được thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để đảm bảo vật phẩm phát huy được công năng tốt nhất. Tình cảm đánh giá 5 sao. Bước sang năm Nhâm Dần 2022, nhờ tam hợp thái tuế mà vận tình cảm người này cũng rất ngọt ngào. Những người đã kết hôn sẽ vô cùng gắn bó, vợ chồng quan tâm, thấu hiểu lẫn nhau cho nên vận hôn nhân vững vàng. Trong phương diện tình thân, tuổi này và con cái của mình cũng rất hòa hợp, cha hiền, con ngoan, có thể cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm hoặc tâm sự về cuộc sống. Sức khỏe đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, năm 2022, nam mạng, về sức khỏe bị sa sút, yếu đi trong năm. Bị các sao hung tinh Phi Liêm và Bạch Hổ tọa mệnh, bạn dễ bị ốm và cảm lạnh, thương hàn, đồng thời tuổi Tuất cũng có thể gặp một số chấn thương do tai nạn mà không rõ lý do. Mặc dù vậy, bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi trong năm tam hợp với thái tuế, dù có bị hung tinh cản trở thì bạn cũng sẽ được thái tuế che chở, phù hộ. Chỉ cần bạn có ý thức làm tốt chuyện của mình, đảm bảo chuẩn bị tốt cho các tình huống bất ngờ thì có thể sẽ yên tâm vượt qua năm nay, bình an, đại cát, đại lợi. Bên cạnh đó, để hóa giải Phi Liêm và Bạch Hổ mang lại cho gia chủ sức khỏe dồi dào, tình duyên gia đạo phù hợp, quý gia chủ tuổi Nhâm Tuất cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Đây chính là pháp khí phong thủy sử dụng bộ tam hợp quý nhân của người tuổi Nhâm Tuất. Khi mang theo bên mình sẽ được quý thần tương trợ và che chở, giúp cho vận trình được hanh thông thuận lợi, gia đạo an yên, tài vượng vượng tiến. Hung cát tuổi Nhâm Tuất sang năm nay đã 40 tuổi, năm Nhâm Dần 2022 có thể là một giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển cuộc đời bạn, đặc biệt là với sự giúp đỡ của thái tuế và ngôi sao may mắn hoa cái, sự nghiệp, tài vận và vận quý nhân đều dồi dào, vô cùng may mắn. Nhưng dù có vận may tốt đến đâu thì cũng không được chủ quan bởi có Bạch Hổ và Phi Liêm đang cố gắng phá hoại vận trình của bạn. Đây là một năm để cố gắng phấn đấu hết sức, gợi ý cho Nhâm Tuất có thể tham khảo phong thủy tuổi Tuất trong năm 2022 để biết cách làm cho vận trình của mình may mắn và suôn sẻ hơn. Tử vi từng tháng, tháng 1 đánh giá 5 sao. Trong tháng riêng âm lịch của năm Nhâm Dần, tuổi sinh năm 1982 tương đối vui vẻ và hạnh phúc. Bạn bè cùng người thân đến thăm nhà để chúc mừng năm mới. Bạn sẽ cần thể hiện sự hiếu khách của mình với tư cách chủ trong nhà. Không khí vui mừng náo nhiệt, mọi người cùng ôn cố tri tân, vận mệnh của bạn nhìn chung tươi sáng và nhiều chuyện vui. Tháng 2 đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, năm 2022, nam mạng, có vận trình tài lộc có phần nổi bật hơn trong tháng này. Với sự trợ giúp của thái tuế và cát tinh, bạn có nhiều thu hoạch bất ngờ, tình hình lợi nhuận thu vào rất khả quan, đặc biệt ở vận thiên tài. Bạn đầu tư ở đâu thì trúng ở đó và sẽ có cơ hội kiếm được bội tiền trong tháng này. Tháng 3 đánh giá 3 sao. Vận trình sức khỏe của bạn không lý tưởng trong tháng 3, bị can thiệp bởi hung tinh Phi Liêm, những người tuổi Bính Tuất có nhiều khả năng bị thương do tai nạn. Đặc biệt là những người làm công việc hay di chuyển như lái xe và đi công tác rất dễ gặp tai nạn giao thông. Bởi vậy, thầy Gia Cát khuyến cáo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe và đảm bảo thật tốt an toàn của bản thân. Nếu không, hãy cố gắng đừng ra ngoài cả mang tai họa vào mình. Nếu có đi thì cũng cần phải đề cao cảnh giác, tránh phóng nhanh, vượt ẩu. Hãy đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu trong mọi việc. Tháng 4 đánh giá 4 sao. Vận trình tổng thể của Nhâm Tuất sinh năm 1982 không mấy nổi bật trong tháng này, mang tính ổn định vững chắc, không hên cũng không xui quá mức. Bất chấp ảnh hưởng của tiết thanh minh, bạn vẫn được thái tuế phù hộ và ban phước lành, nhờ đó mà ngoại cảnh không tác động lớn đến con giáp này. Không chỉ vậy, vận thế dù không phát triển mạnh mẽ nhưng lại rất suôn sẻ, thuận lợi, bình an và thu về nhiều lợi nhuận. Như vậy đã được xem là một điều may mắn trong tháng 4. Tháng 5 đánh giá 3 sao. Quan hệ nhân tế của người sinh năm 1982 có thể không được tốt cho lắm trong tháng này. Bị đả kích và can thiệp bởi hung tinh, bạn dễ bị kích động và cáu kỉnh hơn, đặc biệt là khi ở cùng bạn bè, bạn sẽ luôn thiếu kiên nhẫn. Kết quả là tự mình làm cho nhân duyên giảm xuống, xã giao kém đi, khó mà kết bạn được với ai. Đề nghị tuổi này nên học cách kiềm chế cảm xúc của mình và đừng lúc nào cũng thể hiện những cảm xúc xấu, kiểm soát tâm trạng của bạn. Tháng 6 đánh giá 5 sao.
Tử vi tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, năm 2022 năm mạng, rất lạc quan về sự phát triển của sự nghiệp của bạn trong tháng 6 năm 2021, được thúc đẩy và hỗ trợ bởi các tinh. Những người này sẽ bộc lộ năng lực làm việc vô cùng xuất sắc. Đặc biệt trong tháng, các hoạt động tập thể, bạn có thể phát huy vai trò là người chủ trì, điều động, đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được bố trí trong công ty. Vì vậy, bạn có thể được sếp đánh giá cao và trọng dụng trong tháng này, đồng thời có cơ hội được đề bạt lên trưởng nhóm bộ phận. Tháng 7 đánh giá 3 sao. Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, sẽ có vận tài lộc trong tháng có thể giảm sút do sao hung tinh tấn công, cho nên tháng này thu nhập của người tuổi Tuất không được tốt. Bạn có thể thường xuyên gặp phải nhiều vấn đề khó nhằn như là khó xoay vòng vốn. Và vì lẽ đó, Nhâm Tuất cũng nên chú ý kiểm soát tiêu dùng trong sinh hoạt, không nên quá xa hoa, nếu không sẽ dễ gây thiệt hại nặng hơn về kinh tế. Tháng 8, đánh giá 5 sao. Bính Tuất sẽ có vận trình tình cảm khá tốt trong tháng này. Với sự trợ giúp của chính tài, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia rất ổn định. Đôi bên có thể hòa thuận ngọt ngào và bạn có thể nhận được những bất ngờ về tình cảm trong tháng này. Chẳng hạn, nửa kia thụ thai và sinh con, cả hai sẽ cùng chào đón kết tinh tình yêu của mình. Tháng 9, đánh giá 4 sao. Những người sinh năm Nhâm Tuất năm 1982 có các mối quan hệ xã giao rất tốt trong tháng này. Nhờ sự trợ giúp của các tinh, bạn có thể gặp nhiều quý nhân trong tháng này. Mạng lưới xã giao cũng có thể được mở rộng hơn nữa. Đây là một phần tin rất vui cho những người sinh năm Nhâm Tuất. Vì vậy, hãy mạnh dạn kết bạn trong tháng này. Tử vi số tin rằng bạn luôn có thể gặp được một số người bạn tốt trong cuộc sống, những người có thể hòa hợp và giúp đỡ bạn nhiều hơn trong tương lai. Tháng 10, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, năm 2022 năm mạng nhận thấy, vận trình tổng thể của Nhâm Tuất 1982 tháng này tương đối nhàn nhã. Bạn không có nhiều việc bận rộn, cuộc sống gia đình về cơ bản không có gì đáng lo ngại. Vì vậy, hầu hết những người này đều có thể vô tư tận hưởng giờ phút dễ chịu này một cách trọn vẹn nhất. Tháng 11, đánh giá 5 sao. Tuổi Nhâm Tuất nam mạng trong tháng 11 có vận trình sức khỏe rất lý tưởng. Dưới sự che chở của các tinh và thái tuế, bạn rất khỏe mạnh và hiếm khi mắc phải bệnh tật hay tai họa thông thường. Đặc biệt, kể cả những người vốn có thể chất yếu cũng có thể cảm nhận rõ rệt được điều này. Không chỉ như vậy, tinh thần của bạn cũng rất tốt, trong lúc nào cũng tràn đầy sức sống, nhiệt huyết, tích cực và lạc quan. Tháng 12, đánh giá 4 sao. Vận tình cảm của gia đình Nhâm Tuất khá suôn sẻ trong tháng này. Mặc dù cuối năm, người tuổi Tuất không tránh khỏi những chuyện vụn vặt trong cuộc sống gia đình, nhưng may mắn, nhờ có năng lực tốt lại được các tinh soi chiếu, nên bạn làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, không hề cảm thấy vất vả hay mệt mỏi. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nam mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Và qua đó thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm mới, năm 2022 Nhâm Dần, đúng không ạ? Diễm Quỳnh rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.